Xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini. Và trở lại với bài tập ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một con mà rất là thích hút nhị hoa. Đó chính là con bướm bướm nha. Và để làm được con bướm bướm thì chúng ta cần có 3 quả bóng dài. Và chú Hè Mini sẽ dùng màu vàng, màu hồng cũng như là màu xanh lá cây. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ bơm màu hồng lên nha. Các bạn sẽ bơm màu hồng hết luôn. Bơm dài hết màu hồng luôn nha các bạn. Đó, các bạn xì ra. Bóp nhẹ vừa bóp vừa xì. Đó, vừa bóp vừa xì cho cái bóng nó mềm ra nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta cột hai đầu lại. Rồi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ vuốt cái bóng màu hồng lên như thế này. Đó, tắt nó ra làm hai. Rồi, bóng nó lại. Rồi, tiếp đó thì chúng ta chia làm 3 phần. 3 phần. Từ đây là 1 phần, từ này 2 phần. Sau đó chúng ta sẽ đẩy hai phần này gắn liền vô giữa. Được thế này. Và tiếp tục cái này cũng lại xuống. Gắn nó vô các bạn. Đó. Nó sẽ ra như thế này. Chúng ta không còn bình bước. Sau đó chúng ta sẽ dùng bong bóng màu xanh lá cây. Xanh lá cây. Đây, xanh lá cây. Các bạn bơm lên khoảng 2 hơi rưỡi cho đến 3 hơi. 1, 2, 3 hơi. Rồi, trừ một bạn nữa này nha các bạn. Rồi, đi đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái thân 4 đốt tay. Rồi, chúng ta sẽ gắn cái thân này xuống phần dưới của con bướm bướm. Đây là hai cái phần bé hơn nữa các bạn. Đây là cái cánh nó được hơn. Cánh nhỏ hơn, đây là dưới. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái mặt bằng một cái đốt đợi. Nếu mà nó căng quá thì các bạn nên nhớ là bóp một cái cho nó bớt căng đi nha các bạn. Bóp một cái cho nó mềm bớt đi. Và nếu mà con bướm bằng một cục đợi, bằng một mặt đợi. Đây các bạn. Sau đó thì bên này chúng ta sẽ làm hai hành động nhỏ để nó chống giữ hai cái cục này lại. Bóp cho nó đã căng rồi các bạn. Tiếp theo là chúng ta cái phần đuôi này, chúng ta sẽ bóp một cái, nhớ một cái này, đó, bóp nhớ một cái, cho cái này nó căng lên, đó, chúng ta sẽ cầm con bướm nó quay, đây là chúng ta chút nữa này, đó, cái hồ như cho một đèn, cái chiếu này một đèn, thì thấy không các bạn? Rồi, thì đã sẵn rồi, hơi mà đúng không này các bạn? Đây, hai cánh nha, hai cánh lớn. Phân đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái râu của con bướm bướm. Râu con bướm bướm. Rồi, chúng ta bơm khoảng 2 hơi rưỡi và 3 hơi. Chúng ta trừ một bạn khoảng 3cm thôi. Trừ ở đây, rồi. Nên sẽ cột lại. Đây. Và chúng ta sẽ đẩy cho cái cục này nó sẽ cân bằng giữa hai bên. Đó, đẩy làm sao cho cái đặc ướt làm sao nó cân bằng hai bên đó. Sau đó chúng ta sẽ chia đôi cái này ra. Chia đôi cái này ra. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ gắn nó vào trong này. Gắn vào trong này. Xong, tiếp theo là các bạn sẽ bóp hai cái cục này và cho nó lên trên này. Đây là chỉ cho các bạn bóp nha. Đây là mặt lưỡi. Các bạn chặt nè. Kéo căng ra. Bóp nó lên.
lại chỉ còn mẹ nữa thôi. Lại Vân Quốc nữa rồi, các bạn đợi chứ em đi chứ nhá. Tên tên là có bốc rồi, bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy con bướm, con phải con bướm nha. Con bướm đầu tiên để các con mắt. Như vậy là bài tập về con bướm bướm ngày hôm nay cũng đã xong. Một con tiếp theo đã được hoàn thành rất là đơn giản đúng không nào các bạn. Chúc cho tất cả bạn thành công. Nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chú Hề Mini để ủng hộ chú Hề Mini tiếp tục luyện tập để hướng dẫn tất cả các bạn những con về sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.